Mỹ sắp kích hoạt lá chắn tên lửa tại Ba Lan. Dưới chức Ba Lan thông báo lá chắn tên lửa Aegis Ashore của Mỹ tại nước này sẽ được kích hoạt từ ngày 15 tháng 12. Phía Mỹ thông báo rằng lá chắn tên lửa ở Resnikovo sẽ đạt khả năng sẵn sàng hoạt động vào ngày 15 tháng 12. Thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki nói với các nhà lập pháp hôm 11 tháng 12 trước khi rời ghế vì không vượt qua cuộc bỏ phiếu tín nhiệm ở quốc hội. Kế hoạch triển khai tổ hợp Aegis Ashore tại làng Resnikovo cách vùng lãnh thổ Kaliningrad của Nga khoảng 250 km. Được công bố năm 2009, quân đội Mỹ dự kiến bố trí 24 tên lửa đánh chặn tầm xa SM-3 và một số hệ thống phòng không tại khu vực này. Đây là một trong hai lái chắn Aegis Ashore được Washington bố trí tại châu Âu, bên cạnh tổ hợp đã hoạt động từ Romani từ năm 2016. Giới chức Mỹ và Nga chưa lên tiếng về phát biểu của ông Moravieki. Aegis Ashore là phiên bản mặt đất của hệ thống phòng thủ tên lửa Aegis trên tàu chiến Thành phần tổ hợp này tương tự phiên bản nguyên gốc nhưng được triển khai cố định, có thể giúp các lực lượng phòng vệ dễ thực hiện nhiệm vụ đánh chặn mục tiêu hơn. Hệ thống Aegis Ashore sử dụng bệ phóng thẳng đứng Mark 41 trang bị tên lửa SM-3 với tầm bắn 1.200 km, được coi là tổ hợp chỉ dùng để phòng thủ và không có khả năng tấn công. Các quan chức NATO khẳng định tổ hợp Aegis Ashore tại Ba Lan và Romani chỉ mang tính chất phòng thủ, được triển khai nhằm bảo vệ châu Âu trước mối đe dọa tên lửa đạn đạo tầm ngắn và tầm trung, đặc biệt là từ hướng Trung Đông và không liên quan tới Nga. Tuy nhiên, Moscow cho rằng Aegis Ashore là mối đe dọa an ninh nghiêm trọng. Nga nhấn mạnh rằng Aegis Ashore vẫn sở hữu năng lực tiến công do bệ Mark 41 có thể phóng nhiều loại tên lửa khác nhau, trong đó có tên lửa hành trình tầm xa Tomahawk với tầm bắn 2.500 km, đủ sức vươn tới nhiều khu vực sâu trong lãnh thổ nước này. Chúng ta có triển khai tên lửa gần biên giới Mỹ hay không? Không, chính Mỹ đang mang tên lửa tới trước ngưỡng cửa của chúng ta, Tổng thống Nga Vladimir Putin nói trong cuộc họp báo thường niên hồi tháng 12 năm 2021.